lại video. Quang Tư xin chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị một ngày bình an trong cuộc sống. Đi đầu bằng lái ở cũng tiến bộ chở sở giao thông thấy á, giờ đông lắm, sáng giờ đổi mà đông quá, giờ đi buổi trưa buổi sáng đông quá, giờ đi tiếp buổi trưa nữa. Đông nha. Này đổi bằng lái bánh bánh rồi cả nhà. Trường trường dạy lái xe tiến bộ. Một trăm sáu mươi bảy hả? 167 là ở 252 Phúc Thắng chứ không phải đây. 67 không phải tên anh. 67 tên người khác. Rồi điện lại hỏi lại đi anh. Rồi điện lại tổng đài hỏi lại đi nha. Tổng đài để danh sách xuống tên. Rồi nói 100 mấy là ở 252 Phúc Thắng chứ không phải điểm này nha. Đi đổi bằng lái. Mời Lê Thị Thanh Hằng. Thanh Hằng nè. Tên gì? Nguyễn Thị Dung đóng chân 35. Thanh Hằng đợi trước. Tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đang đi đổi lại bằng lái giấy phép lái xe. Xin mời số 168 đến quầy số 2. Không cần. Thanh Hằng, Thanh Hằng mất bằng giấy hoàn thẻ, đóng 135 luôn. Đúng rồi, mất bằng giấy với photo. Đi đổi lại bằng lái nha cả nhà. Thì bằng lái sắp hết hạn rồi. Bằng lái sắp hết hạn rồi, giờ mình sẽ đi đổi lại bằng lái. Thì đang ở chỗ đường dạy lái xe tiến bộ. Mời Trà Hải Đăng xuống một số xuống máy 135. Thì tới đây video cũng khá dài rồi kênh. Cả nhà các yêu mến video của Trung thì cho Trung xin một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Dạ đúng rồi. Của anh Trương 135.